Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo ví Trúc Wallet để chứa những cái đồng coin như BTC, ETH, USDT và cách bán những cái đồng coin này trên sàn nha tất cả các bạn. Để làm được dự án, các bạn click phần link mô tả mình tải về một cái ví Trúc Wallet nha các bạn. Rồi các bạn mở ví lên. Rồi sau khi ra như vậy nó có hai mục. Tôi đã có ví là cái này là các bạn đăng nhập nha bạn, còn mình chưa có ví mà các bạn bấm vào một tạo ví mới nữa. Rồi các bạn nhấp vào điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút chấp nhận điều khoản, bấm vào nút tiếp tục nữa tất cả các bạn. Đây sau khi ấy nó có hiện ra 12 cụm từ nha các bạn. Các bạn nhớ lưu 12 cụm từ này về, lỡ sau khi có khôi phục thì các bạn có mắc điện thoại hoặc là gì các bạn có thể khôi phục dưới lên nha các bạn. Các bạn lưu lại gỡ lên cái cây nào đi nha các bạn. Rồi sau khi mình đã lưu ghi vào cái cây nào mình bấm nút tiếp tục nha các bạn. Các bạn sắp xếp 12 chủ từ 12 ký tự hồi nãy lên nha các bạn. Cho hoàn thành nha các bạn. Nãy số 1 là Bray nè. Số 2 là Tommy. Số 1, số 2 là Timbaland. Rồi các bạn xếp 12 ký tự lên các bạn. Số 9 là con led. Số 10 là jam. 11 là min. 12 là pass nè. Rồi sau khi các bạn sắp xếp 12 ký tự này các bạn bấm nút làm xong nha các bạn. Nó sẽ tạo cho tất cả các bạn một cái ví. Các bạn chờ chút nha các bạn. Các bạn chờ khoảng 1 phút nó tạo ví nha tất cả các bạn. Các bạn nhớ được rồi làm các tốt là xong các bạn. Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong các bạn. Các bạn bấm bỏ đi. Sau khi tạo ví mới nó có ba cái hiệu token là ETH, chạy Bitcoin và BNB như tất cả các bạn. Để cập nhật ví thêm các bạn bấm vào nút dấu cộng nè. Các bạn bấm vào nút USDT nè. Các bạn lưu ý nha các bạn. USDT có hai dạng TRC20, ERC20, mình thường dùng ERC20, các bạn bấm nút mở ra nè. Rồi các bạn trở về nha các bạn. Là nó cập nhật với tất cả các bạn mà. Các tất cả sau cũng tương tự như tất cả các bạn. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nạp rút luôn các bạn. Các bạn nhấp vào ETH nè. Ví dụ nha. Đây thì bạn bấm nút gỡ nè. Các bạn dán địa chỉ người nhận vào, rồi số lượng bạn bấm nút tối đa là bấm tiếp tục là xong nha tất cả các bạn. Còn các bạn muốn nhận thì các bạn bấm vào nút nhận nè. Các bạn copy cái địa chỉ này tất cả các bạn. Là tất cả là người ta gửi về địa chỉ này cho mình nha các bạn. Thường thường chơi làm migrate thì các bạn chỉ cần patch địa chỉ ERC20 rồi cái token này tự động mã hóa về RAM những token khác nha tất cả các bạn. Thì rất là dễ nha tất cả các bạn. Rồi đây mình hướng sau khi các bạn có token mình hướng dẫn cho tất cả các bạn là lên sàn bán luôn nha tất cả các bạn. Đây các bạn vào Google Chrome, các bạn gõ từ coin redco tất cả các bạn. Ví dụ như mình muốn bán coin token ở list sàn thì các bạn bấm vào dấu gạch nè. Ví dụ như mình coi mình muốn bán cái token TBKT đi. TBKT là của Trúc Wallet. Rồi các bạn bấm gỡ các bạn. Rồi token này giá hiện tại nó 0.01 USD cho một token nha tất cả các bạn. Mình có, các bạn lướt xuống coi list những sàn nào nha tất cả các bạn. Tất cả các bạn chạy chút nha. Máy nó hơi chậm. Nè các bạn, token TBKT nó sẽ xuất rằng Biki. Nó cho giao dịch qua cặp USDT nè các bạn. Giá là 0.16. Còn sàn Hotbit thì TBKT qua USDT 0.015 giao dịch qua cặp USDT. Còn sàn MSC thì các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản vào mà các bạn bán nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà không biết bán thì có thể có tốc cần thì có thể liên mình thu mua cho tất cả các bạn, hoặc mình có thể bán giùm cho tất cả các bạn nha các bạn.
Đây thì các bạn muốn chuyển được ETH hay là những token nào, các bạn phải nạp vào ví ETH phí ra nha các bạn. Phí ra cho ETH các bạn mà nạp được. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào.